Sau đây tôi xin giới thiệu với các anh chị cách tạo tài khoản trên YouTube để có thể tải các video của mình lên trên YouTube. Đầu tiên chúng ta phải tạo một tài khoản trên Gmail. Thì các anh chị hãy vào trang gmail.com, chọn Create an account, điền các cái thông tin về email, về tên email và mật khẩu và chọn Next Step. Tiếp theo là khi chúng ta đã có cái tài khoản email rồi thì chúng ta vào trang youtube.com và đăng nhập với tài khoản Gmail mà chúng ta vừa mới tạo ra. Tiếp theo tôi xin trình bày cách tải video lên trên YouTube. Khi vào trang youtube.com thì chúng ta sẽ đi đến chỗ nút đăng nhập màu xanh ở góc trên bên phải màn hình. Sau đó chúng ta nhập thông tin tài khoản Gmail của mình, tên email, mật khẩu, rồi ấn nút tải lên để bắt đầu tải video. Ta ấn nút tải lên thì sẽ có một cửa sổ hiện ra để chúng ta có thể chọn file để tải lên. Ở đây chúng ta có thể chọn ấn vào nút chọn tệp để tải lên, rồi chọn video mà chúng ta muốn tải và tải lên. Và sau khi chọn video xong thì chúng ta nên điền các cái thông tin về file mà mình tải lên. Các thông tin để cho chúng ta biết là tên video là gì, nội dung video là ra làm sao. Chúng ta nên chọn chế độ cho phép nhận xét. Sau đó khi mà đã tải xong được video thì chúng ta ấn nút xuất bản. Sau đây các anh chị có thể xem cái video hướng dẫn cách tải video lên trên YouTube để biết thêm chi tiết.